Ở Bình Sơn có một quán chóc canh rất là ngon. Các bạn đã thưởng thức chưa? Nếu chưa thì hãy theo chân mình cùng thưởng thức món chóc canh này nhé. Quán chóc canh nằm ngay ở góc tay phải của chợ cây chanh nha các bạn. Các bạn hãy xem chóc canh rất là ngon và rất là hấp dẫn nha cả nhà. Trứng, giò, thịt và cả cuốn nữa hòa quyện lại ăn rất là ngon nha cả nhà. Nếu các bạn chưa được một lần thưởng thức thì hãy ghé ngay quán Hảo Đức ở chợ cây chanh nha cả nhà nhé. Và các bạn cùng thưởng thức với mình nhé. Nhìn tô chóc canh hun hút khói cũng rất là thích rồi cả nhà. Cộng với sợi chóc canh dai dai, trứng cút thơm bẽo, những sợi giò chả thơm ngon hòa quyện, thật là tuyệt vời luôn cả nhà. Nếu các bạn chưa thưởng thức, hãy ghé một lần nhé. Quá đà luôn cả nhà, rất là ngon luôn cả nhà, thật là tuyệt vời. Bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.